đối với con đường Nguyễn An Ninh thì ngày xưa trước năm 75 thì theo em tìm hiểu ở nơi ấy nổi tiếng về một thương hiệu, đó là dầu cù là hiệu sư tử. Mấy dạo này thì em cũng ít đi dạo nên thành ra cũng không có nhiều video để up để chia sẻ với cô chú anh chị. Nhưng mà em cũng cố gắng mỗi ngày một video vào khung giờ 7 giờ Việt Nam. Nếu mà cô chú anh chị và bạn quan tâm thì 7 giờ sáng Việt Nam ha. Nếu mà cô chú anh chị và bạn quan tâm thì chúng ta đến khung giờ đó mình sẽ bật TV lên và mở Vinh Lâm TV hoặc là YouTube, Google, các anh chị search Vinh Lâm TV hoặc là vô YouTube gõ những cái từ khóa về những cái nội dung những ngôi nhà, những con đường, ví dụ như 18 Nguyễn An Ninh hoặc là chợ Bến Thành hay là 207 Trần Bình Chọn, là sẽ ra những video mà em đã quay ha. Chuẩn bị có những cái màn gọi là đẩy những cái tủ này nè, kéo khắp ngôi chợ và điểm 1, 2, 3 dừng chợ lên. Vậy nhà xưa vẫn còn nè, những kiến trúc này vẫn còn, chỉ có một vài nhà thay đổi. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học đi thẳng về con đường về cây cầu Hông Lãnh, chợ Cầu Muối. Và nơi đây chúng ta thấy xe cộ cũng rất là đông, nhưng mà tuy vậy nhưng mà những ngày trước, những cái tuần trước thì chỉ là 1/3 của lúc trước thôi. Và hôm nay một buổi chiều đi làm về, sẵn đây em chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở khu quận nhất này. Chúng ta đang đứng đây là giao lộ Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão. Theo hướng này là chúng ta sẽ đi về chợ Thái Bình, phố Tây Bùi Viện nè. Sài Gòn bây giờ là gần 6 giờ chiều. Bây giờ là giờ tan sở rồi. Sẵn đi đây thì em cũng đi bộ một vòng luôn rồi về nhà. Rồi sẵn dẫn cô chú anh chị chúng ta cùng đi loanh quanh ở khu vực quận nhất này và đi đến một cái ngôi nhà, đó là nhà số 18 Nguyễn An Ninh, ở gần chợ Bến Thành, cửa Tây chợ Bến Thành. Tại vì em định tối đi nhưng mà sợ tối thì ở khu vực đó người ta buôn bán đó, rồi mình khó nhìn thấy cái căn nhà của mình, nên em tranh thủ đi làm về rồi tản bộ một vòng rồi dẫn các anh chị bạn chúng ta cùng view vài hình ảnh ở đây. Mấy bữa thì em cũng có quay vài hình ảnh video clip ở chợ Cầu Muối, rồi đường Cô Bắc, rồi vô tình cô chú anh chị thấy cái nhà hàng Ngọc Linh ngày xưa, rồi sực nhớ lại những cái hình ảnh của ngày xưa, nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên. Nên hôm nay chúng ta tiếp tục đi về thì nơi xưa để mình nhìn ngắm lại hình ảnh của ngôi nhà thân thương số 18 Nguyễn An Ninh. Vì một lý do gì đó mà cô chú anh chị chưa có dịp về Sài Gòn hoặc là xa Sài Gòn rất lâu rồi, thì hôm nay hy vọng qua video clip em cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Thẳng hướng này là chúng ta sẽ đi về ngã 6 Phù Đổng nè. Trước mặt chúng ta đó là ngã 6 Phù Đổng. Đi tới tí khoảng chừng 200m thôi. Giao lộ Ngô Tùng Châu ngày xưa đó, cũng là Lê Thị Riêng ngày nay nè, Lê Văn Duyệt cũng là Cách Mạng 8 nè, Gia Long, Lý Tự Trọng, rồi Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi, Võ Tánh năm xưa đó. Đi thẳng hướng này là đường Lê Lai, đi về
chợ Thái Bình luôn, theo cái mũi tàu công viên 23 tháng 9 nè. Đối với con đường Nguyễn An Ninh thì ngày xưa trước năm 75 thì theo em tìm hiểu, ở nơi ấy nổi tiếng về một thương hiệu, đó là dầu cù là hiệu sư tử. Nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Ngày xưa khu vực đó có một cái bến xe ở con đường Phan Chu Trinh, bến xe đi về Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, đi về miền Đông đó. Và gần đây công viên 23 tháng 9 thì có nhà ga xe lửa đi về Mỹ Tho. Nhưng mà ngày nay thì đã hoàn toàn thay đổi rồi. Và những hình ảnh của thời nay với những chiếc xe buýt, xe hơi, rồi xe máy, không còn những cái tuyến đường sắt đó nữa. Rồi chúng ta sẽ đi theo trục đường Lê Lai đi ha. Chúng ta sẽ qua đường. Do giờ này là giờ cao điểm nên thành ra xe cộ lưu thông rất là đông. Nhưng mà ai cũng tranh thủ hối hả đi về nhà hết nè. Vào những ngày những ngày này thì tuy là đông nhưng mà vẫn không bằng những ngày trước. Có những cô chú anh chị nói xe đông quá. Nhưng mà trước đây thì nếu mà các anh chị có xem những video clip về Sài Gòn giờ tan sở thì chúng ta sẽ thấy rất là đông, gấp mấy lần như thế này. Chúng ta sẽ đi bộ cặp theo con đường Lê Lai, cặp bên hông công viên 23 tháng 9. Chúng ta sẽ rảo bước một vòng ở đây. Biết đâu trong những hình ảnh này cũng có những kỷ niệm của anh chị ngày xưa, khi mà nếu mà chúng ta có ở khu vực này thì mình cũng đôi ba lần đi đến đây, đi ngang qua con đường này. Và hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại. Đó, khu vực này là công viên 23 tháng 9. Bên kia là trường Nam Sinh, trường Nữ Sinh. Ngày nay là trường Tellerman đó, trường cấp 3 Tellerman. Nhà ga xe lửa. Bây giờ nó thành một cái công viên rất là đẹp. Trước đây thì công viên này rất là phức tạp, rất là nhiều tệ nạn. Nhưng mà sau này thì bây giờ sạch sẽ rồi, trống trải, an ninh, không còn như những năm về trước, khoảng 10 năm về trước. Bên trái chúng ta đó là khách sạn New World, khách sạn 5 sao. Ở đây có một cái bãi xe công cộng nè. Những anh chị có đi đâu ta đậu xe ở đây rồi đi đâu đó họ quay lại lấy. Bãi xe này tính theo giờ đó. Lúc trước thì đậu thoải mái nhưng mà giờ tính giờ rồi, nên thật ra bây giờ ít xe đậu hơn. Nhìn lại khách sạn New World nè. Ngày nay thì cũng sang sửa lại rất là nhiều hạng mục, nên có thể sẽ khác với ngày xưa. Nếu mà cô chú anh chị đã từng đến Sài Gòn vào những thập niên 90, thôi 90 chưa có, sàn này có khoảng năm 97 á, thập niên 2000 lẻ mấy đó. Thì bây giờ nó khác là rất là thay đổi rồi. Phía sau nó có thêm một cái tòa nhà nữa, đó là tòa nhà AB Tour, kế bên khách sạn New World. Ngày xưa New World cao lắm nhưng bây giờ tòa nhà khác cao hơn nè. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Ở Sài Gòn thì buổi chiều ở các công viên đó, người ta hay có một cái chương trình gọi là tập thể dục. Có những anh chị tập nhảy cha 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 hoặc là nhảy aerobic.
rất là đông, rất là vui. Chúng ta đi lê lai xong cái bên trái có đường Trương Định, đường Trương Định rồi Phạm Hồng Thái. Nếu mình đi thẳng luôn thì sẽ ra công trường Quách Thị Trang ngày xưa đó, mà bây giờ hiện đang làm cái nhà ga tàu điện metro rồi. Vẫn giữ nguyên cái sứ mệnh của cái khu vực này là nhà ga luôn ha. Có những cái ngày xưa nhưng mà sau thời gian thì cũng quay lại tiếp tục cái sứ mệnh đó, nhưng mà nó mang cái hình ảnh của hiện đại hơn. Còn con đường Phan Chu Trinh ngày xưa là bến xe, thì bây giờ ban ngày là cái bãi xe đó, cái bãi xe hơi để người ta gửi xe. Mình nhìn qua đây là đường Phạm Hồng Thái nè, đi thẳng lên ngã 6 Phù Đổng, đường Ngô Tuần Châu, Võ Tánh, cũng là Lê Thị Riêng với lại Nguyễn Trãi luôn ha. Sài Gòn chuẩn bị lên đèn rồi nè, chúng ta thấy lung linh chưa. Mấy dạo này thì em cũng ít đi dạo nên thành ra cũng không có nhiều video để up để chia sẻ với cô chú anh chị. Nhưng mà em cũng cố gắng mỗi ngày một video vào khung giờ 7 giờ Việt Nam. Nếu mà cô chú anh chị và bạn quan tâm thì 7 giờ sáng Việt Nam ha. Nếu mà cô chú anh chị và bạn quan tâm thì chúng ta đến khung giờ đó mình sẽ bật TV lên và mở Vinh Lâm TV. Hoặc là YouTube, Google các anh chị search Vinh Lâm TV, hoặc là vô YouTube gõ những cái từ khóa về những cái nội dung, những ngôi nhà, những con đường, ví dụ như 18 Nguyễn An Linh, hoặc là chợ Bến Thành, hay là 207 Trần Bình Chọn, là sẽ ra những video mà em đã quay ha. Mặc dù video thì không có nội dung này thì không có nhiều người xem, nhưng mà em cũng nhận được rất nhiều tình cảm của chú anh chị, thì điều đó làm em hạnh phúc hơn. Nhiều hay ít người xem cũng không quan trọng ha, quan trọng là các anh chị cô chú mình xem được những hình ảnh mà chúng ta thích là em cũng rất là vui rồi. Chúng ta sẽ qua đường nha, đợi xe qua đường, bây giờ xe cũng hơi đông đó. Mình qua bên kia là con đường Trương Định, đi thẳng đến công viên Tao Đàn đó, vườn Tao Đàn. Nhưng mà chúng ta sẽ đi một đoạn thôi, rồi bên phải chúng ta có đường Nguyễn An Ninh. Trời cũng mau tối ghê, mới vừa hơn 5 giờ rưỡi thôi, nhưng mà mình đi từ đằng kia lại đằng đây gần tối luôn rồi. Đi trễ quá là người ta dọn hàng ra rồi mình lại khó xem nữa. Trong quá trình chia sẻ thì nếu mà em có những thông tin gì sai sót thì cô chú anh chị và các bạn cho em xin cái comment ha, để em có thể thay đổi sửa chữa. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và đồng hành cùng kênh Vinh Lâm TV trong hơn 2 năm vừa qua. Liên tục những comment. Chúng ta bắt đầu đi vào con đường Nguyễn An Ninh. Và mình nhìn phía bên trái là số chẵn, và bên phải là số lẻ. Và ở đầu đường là một cái chung cư. Ở dưới thì có bún mọc.
Buổi sáng bán 41 Thanh Mai đó. À, buổi tối thì bán quần áo nè. À, chung cư vẫn như ngày xưa nè. À, vẫn những cái tường bằng đá sỏi đó. À, với những cái tấm sáo, rồi theo thời gian thì những cái lan can nó cũng mục, rồi thêm cái sự hiện đại hóa là dây điện, dây mạng, dây điện thoại nhiều hơn ngày xưa, rồi thêm những cái máy che. Ở đây thì cũng có rất nhiều khách sạn nè. Ở đây khách sạn khuyến mãi liên tục. Đây là khách sạn 4850 50 Nguyễn An Ninh. Bên nhìn kế bên thì có cái nhà cũng rất là xưa nè. 46 44 46 44 nhà này hiện nay thì chắc lẽ cho có một chủ khác thuê nè. Bây giờ gỡ cái những cái tấm alu, những cái tấm bảng hiệu ra, lòi ra cái kiến trúc của ngày xưa nè. Những khách sạn ở đây khoảng 500-700 ngàn một đêm. Thôi chúng ta đi tới một tí nữa ha. Sài Gòn cũng chuẩn bị sụp tối rồi. Nhìn những cái dãy nhà hồi xưa nè. Không biết ngày xưa cái thương hiệu dầu Cù Là Sư Tử ở vị trí nào hả? Do là những thông tin mà em chỉ tìm hiểu được trên Internet. Mà Internet thì có thể đúng, có thể sai. Chỉ có những người đương thời và ở khu vực này thì mới hiểu thôi. Nên trong quá trình thực hiện video thì cũng không thể tránh khỏi cái tình trạng sai sót và thiếu sót. Nên cô chú anh chị và các bạn thông cảm mà. Ở cái đoạn này thì đặc trưng là bán những đồ của người đạo Hồi. Nên thật ra khu vực này tập trung rất nhiều đồ của người đạo Hồi, món ăn cho đến quần áo cho đến những cái đồ lưu niệm. Rồi và nhìn bên trái nè, đây có khách sạn An Tâm Hotel. Đó. Là số khách sạn An Tâm này là số 224. 24. Rồi kế bên nhà của màu trắng này là 22 nè, 20 nè. 20 xong mới đến 18. 18 là ở dưới là bán quần áo Jamila. Jamila. Có một cái đường hẻm đi lên lầu. Đó. Nhà xanh xanh nè. Trên sân thượng có một cái mái che. Theo thời gian thì những cái vết sơn cũng phai màu nên người ta sơn lại màu mới nè. Có cái cầu thang nhỏ nhỏ đi lên lầu nè. Biển hiệu vàng vàng nè.
nguyên vậy này, nhà rất là xưa. Xích lên tí thì có cái cửa hàng đổi đổi tiền đó, Hà Tâm. Hà Tâm rất nổi tiếng ở khu vực này. Rồi số hình ảnh ở nhà số 18 Nguyễn An Ninh, gửi bà con cô bác, đặc biệt gửi đến cô chú anh chị có nickname Thanh Thanh Đỗ. Ta cùng view ha, cùng xem. Đó, ở đây có những cái nhà xưa, rất là xưa, vẫn như ngày xưa luôn. Em thêm hình ảnh những thập niên 1930, nó vẫn là những kiến trúc này. Bây giờ là giờ người ta dọn chợ rồi đó, chuẩn bị có những cái màn gọi là đẩy những cái tủ này nè, kéo khắp ngôi chợ, và điểm 1, 2, 3 dựng chợ lên. Hồi xưa em cũng có quay cái video, cái này mấy tháng cũng có quay cái video người ta dọn chợ đó, thấy rất là vui. Những anh này rất là khỏe. Đây có cửa hàng đổi tiền nè, Hà Tâm nè, nguyên dãy ngày xưa, bến xe miền Đông ngày xưa nè. Bây giờ chắc có lẽ rất là khác à, với những cây che phủ cái dãy mặt tiền này, với những biển hiệu. Vậy dãy nhà xưa vẫn còn nè, những kiến trúc này vẫn còn, chỉ có một vài nhà thay đổi thôi. Những nhà này thay đổi thì do là thay đổi trước khi có cái quyết định giữ những cái kiến trúc xưa này. Sau này những cái kiến trúc xưa này không được thay đổi nè, quy định của nhà nước rồi đó ha. Nên mà anh chị nào mua những ngôi nhà xưa này thì vẫn phải giữ nguyên kiến trúc, không được đập xây lại, chỉ có sang sửa sơ sơ thôi, không được thay đổi kiến trúc. Rồi số hình ảnh ở vòng khu quận nhất, cửa Tây chợ Bến Thành, rồi con đường Nguyễn An Ninh, vài thông tin em đọc được chia sẻ cùng cô chú anh chị. Hy vọng video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhân đây em cũng kính chúc toàn thể các anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui khỏe, và cầu mong cho dịch bệnh này sớm đi qua, và để bà con có thể về Sài Gòn chơi thoải mái, và mọi người tự do đi đây đi đó hơn. Rồi bây giờ thì bye bye các anh chị và các bạn. Rồi nó qua đây là đường Lê Lai nè, thẳng này sẽ đến chợ Thái Bình nè. Rồi em đi về luôn đây.